Kính chào tất cả quý vị đến với bản tin thời sự trong nước và quốc tế 24 giờ của kênh truyền hình Quốc Võ News. Hôm nay sẽ có những bản tin đáng chú ý sau đây. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay cũng tranh thủ chút xíu thời gian rảnh rỗi thì Quốc Võ sẽ nói chuyện thêm quý vị về cái vấn đề của ông Quỳnh Huy Dũng. Trong cái vai trò thì phải chăng ông Dũng này có cái vai trò là đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng trong cái vụ mà lợi dụng cái quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân gì đó quý vị, theo điều 331. Thì đến hôm nay thì quý vị cũng đã biết rằng là bên phía của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đó, họ đã trả hồ sơ lại và yêu cầu bên phía của cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát là phải đề nghị là coi như là làm rõ thêm những cái vụ việc liên quan đến cái câu chuyện này, đặc biệt là những cá nhân mà có liên quan đến cái vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng đó thì phải điều tra lại để bổ sung thêm những tình tiết mới. Thì thưa quý vị rằng là đến hôm nay chúng ta thấy rõ ràng rằng là có rất là nhiều những tin tức, những cái chứng cứ liên quan đến cái câu chuyện mà có những nhân vật nó dính líu vào câu chuyện này để dẫn đến cái nguyên nhân mà bà Hằng lên trên mạng để có những lời lẽ xúc phạm những cá nhân đó. Thì thật sự mà nói đây là những cá nhân chứ không phải là những cái tập thể hoặc là những tổ chức nào mà liên quan đến nhà nước hoặc là những tổ chức gì đó quý vị. Đây là những cá nhân thôi với nhau thôi. Và những cá nhân này họ lập mưu, họ bè phái để họ tìm mọi cách hạ nhục, phải không? Danh dự, nhân phẩm và uy tín của bà Hằng. Nhưng mà không dừng lại ở đó, họ cũng lập mưu, họ bè phái với nhau để họ coi như là làm phá tan đi tất cả những cái điều mà tốt lành ông Dũng bà Hằng đã làm cho người dân, cho đất nước. Họ tìm mọi cách để họ coi như là đánh phá vào những cái quỹ hằng hữu, đánh phá vào những cái quỹ thiện nguyện, những cái công tác mà xã hội để giúp đỡ cho những người dân nghèo đó của bà Hằng ông Dũng đã làm từ trước, thì họ tìm mọi cách để họ triệt phá, gây ra những cái sự phẫn nộ ở trong lòng của những người mà họ thành lập ra những quỹ, đặc biệt là những cái người mà cầm đầu đầu tàu giống như là bà Hằng ông Dũng, để cho họ không còn coi như là sức chịu đựng nữa để họ phải lên trên mạng để họ có những lời lẽ mà như là nặng nề để trả đũa lại, để phản kháng lại, rồi vô tình là dẫn đến cái vấn đề về phạm tội. Thì thật sự đây là một cái điều phải nói rằng là chúng ta cảm thấy rằng là bất nhẫn khi mà chúng ta nghĩ ra vấn đề này. Bởi vì không có những nhân vật này họ vào họ chống phá thì dĩ nhiên bà Hằng đâu có lên trên mạng để chửi bới những cái lời lẽ thô tục như vậy quý vị. Tòa án nhân dân bên phía của Thành phố Hồ Chí Minh họ đã trả lại hồ sơ và họ yêu cầu điều tra bổ sung thêm. Đó. Và đồng thời cũng là có những cái đơn mà khiếu nại và tố cáo đối với con của bà Hằng đó về phía của ông Dũng, tức là cha dượng của mình. Đây là một trong những cái điều cái thuyết âm mưu hoặc là những cái chuyện mà nó có thật hay không như vậy không thì chúng ta không hề biết, bởi vì những chỉ có người trong cuộc thì mới hiểu được người trong kẹt thôi. Chúng ta cũng là chỉ là người bình thường, thậm chí cả những cái luật sư mà rành về luật cũng phân tích một cách rất là khách quan thôi, chứ còn không có dám lên tiếng nói là thật giả như thế nào. Nhưng mà đồng thời mà thật sự mà nói đó là họ là những người trong gia đình thôi, thì cớ gì họ phải làm như vậy để làm gì, cớ gì con của bà Hằng lại phải tố cáo ông Dũng với cái vai trò đồng phạm để làm gì quý vị. Cho nên đây là cũng là một trong những cái dấu hỏi thiệt lớn mà chúng ta quan tâm, rồi chúng ta tự đặt câu hỏi, chúng ta tự trả lời luôn, bởi vì hiện tại bây giờ là chỉ có báo chí đưa lên những thông tin này thôi, và sự thật ra sao, cái nguyên nhân gì, lý do ra sao thì chúng ta không hề biết. Nhưng mà cũng có những cái sự phát biểu, những cái lập luận cũng khá là chặt chẽ đối với những người đã theo dõi cái vụ án này, và họ cũng có những cái nhận định riêng, khách quan riêng. Quốc Võ thì cũng như vậy quý vị. Quốc Võ cũng nghĩ rằng đây là một trong những cái thuyết âm mưu gì đó mà bên phía của ông Dũng và con trai bà Hằng đã hợp tác với nhau để có thể là làm những cái việc này. Hồng coi như là có những cái tức là sự đấu tranh
sự đấu tranh để tìm lại cái chánh nghĩa đó quý vị, thì nó phải có rất là nhiều những cái thủ đoạn, những cái âm mưu. Mà những thủ đoạn âm mưu này á, thì có thể là tốt, có thể là xấu ha, mình không biết được ha. Đối với người mà bảo vệ lẽ phải, người chánh nghĩa thì họ là tốt. Còn với những kẻ mà thủ đoạn mà tàn ác đó, để triệt hạ người người khác đó, bắt chắc thủ đoạn đó, thì là khác nữa. Nhưng mà trong cuộc chiến tranh nào họ cũng có những cái mưu mô, cũng có những chiến thuật ha, những chiến thuật này họ đưa ra những chiến thuật này và như là làm cho đối phương như trở tay không kịp. Thì cũng có thể đây là một trong những chiến thuật được đưa ra từ phía của ông Dũng. Đó. Và hiện tại bây giờ thì với cái vai trò mà đồng phạm đó, ở trong ngoặc kép của ông Dũng đó, thì chúng ta nghĩ rằng là ông Dũng có phải là cái người đồng phạm của bạn hay không? Từ ban đầu thì quý vị rõ ràng là từ năm những cái ngày của cái là đầu những cái năm mà 2021 này nọ với phần, thì thưa quý vị là bên phía của bà Hằng ông Dũng đã có những cái đơn đó, bà tố cáo bên phía của ông Võ Quỳnh Yên rồi. Và chúng ta thấy rõ ràng là những cái clip ngay từ đầu đó chúng ta cũng đã thấy là cái vấn đề mà tố cáo ông Võ Quỳnh Yên đó là cái vấn đề mà đó là cái chuyện cần phải làm. Bởi vì không thể nào mà, tại vì bà Hằng ông Dũng là người trong cuộc mà, họ nhìn thấy mà, họ theo dõi và họ trực tiếp tham gia từ đầu câu chuyện mà, cho nên họ biết rất rõ là cái vấn đề về chữa bệnh của ông Yên như thế nào mà. Ban đầu là họ ủng hộ bởi vì họ tưởng là thật. Nhưng mà sau đó khi mà họ phát hiện ra những cái sự sai trái, những cái điều giả dối trong cái vấn đề đó, thì họ mới quay xe họ lên án và coi như là họ không cần phải đền bù luôn. 200 tỷ của họ coi như là cũng là lớn đó, nhưng không phải là nhỏ. Nhưng mà họ có thể là bỏ 200 tỷ đó để họ vạch trần ra. Thay vì là ông Hoàng Võ Văn Yên có thể là trả lại 200 tỷ cho ông Dũng Bà Hằng, nhưng mà họ không nhận, mà họ quyết tâm là phải vạch trần ra. Nhưng mà dĩ nhiên trong cái vấn đề của ông Võ Văn Yên này có nhiều thành phần khác nhau ha, họ bao che cho nhau để coi như là làm cho cái vụ án này nó chìm xuống. Tuy nhiên thì bà Hằng vẫn quyết tâm theo đuổi tới cùng, để đến một ngày mà không được đẹp trời mấy đó thì phải bị bắt tạm giam. Thì chuyện này chuyện chúng ta không bao giờ mà ngờ được ha, không thể ngờ được đó. Thì trong cái câu chuyện của ông Võ Hoàng Yên á, mình nhắc lại chút xíu là có rất là nhiều những cơ quan điều tra ở các tỉnh, đặc biệt là tỉnh Quảng Ngãi, công an họ đã điều tra và họ phát hiện ra rằng là không có bất kỳ một cái bệnh nhân nào được chữa khỏi bệnh cả. Trong trên mấy trăm bệnh nhân mà họ khảo sát thì không có bệnh nhân nào được chữa khỏi bệnh, và họ lập tức là họ tịch thu lại tất cả những cái bằng khen, giấy chứng nhận hoặc là bằng khen gì đó về ông Võ Quỳnh Yên đó, thì họ thu lại hết. Và cũng có rất là nhiều những bệnh nhân đã can đảm lên tiếng vụ việc này, và Quốc Võ cũng đã từng phỏng vấn khá nhiều những bệnh nhân ở bên Mỹ này. Rồi đồng thời ngay thời điểm đó cũng có rất là nhiều những giáo sư tiến sĩ về y khoa, họ cũng đã lên tiếng vấn đề này. Có những người họ đã từng là giảng viên của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là một số những đại học khác thuộc về ngành y ở tại Việt Nam, và họ đã sống ở nước ngoài thì họ mới lên tiếng nói mạnh mẽ về cái cách chữa bệnh của ông Yên là một cách chữa bệnh phản khoa học, nó không có đúng với lại cái phương pháp mà chữa bệnh thông thường. Cho nên quý vị thấy rõ ràng là cái vấn đề tố cáo của ông Dũng bà Hằng trong thời điểm đầu đó là sự thật, là đúng chính xác, không sai vấn đề này, phải không ạ? Đó, trong cái vấn đề đó đó thì tuy nhiên thì càng về sau đó thì cái câu chuyện nó càng bể hướng qua một cái nhánh khác, một cái nhánh nó vấn đề bệnh liên quan đến vấn đề từ thiện của miền Trung. Ở trong đó có khá nhiều những nhân vật trong giới nghệ sĩ cũng đã dính vào cái vấn đề này, và cái vấn đề sao kê thì lại là không có rõ ràng lắm. Cho nên bà Hằng là cái như là nó dây mơ rễ má với nhau, những cái người nghệ sĩ này họ cũng cái dây mơ rễ má với lại ông Võ Hoàng Yên. Đó là lý do tại sao bà Hằng đó họ
họ cấu kết với nhau rồi chung vào một cái vụ, cái vụ mà kiện tụng với nhau, xảy ra những cái vấn đề về cái tội mà vu khống nhục mạ người khác gì đó quý vị. Rất là nhiều những cái vấn đề này. Thì đến thời điểm này những kiện cáo nó liên quan đến nhau cũng rất là nhiều. Bên bên A kiện B, bên B kiện bên A. Nhưng mà chỉ có mình bên B là bị bắt tạm giam thôi, còn phía bên A thì họ vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thì hiện tại bây giờ đó bên phía tòa án họ cũng bắt đầu họ lên tiếng để họ yêu cầu cơ quan điều tra hoặc là viện kiểm sát sẽ coi lại hồ sơ và có thể là điều tra lại để truy tố thêm một số những thành phần khác nữa quý vị. Trong cái clip này thì mình nói thêm chút xíu về cái vấn đề về ông Huỳnh Hữu Dũng. Thì với một cái cách nhìn khách quan đó, thì có phải nghĩ rằng là ông Dũng ổng không có cái vai trò đồng phạm với lại bà Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì sao? Bởi vì rất là nhiều lần khi mà xuất hiện trên clip, tại thường thường á 80% á là bà Nguyễn Phương Hằng livestream một mình thôi, cùng lắm là có một vài những YouTuber ngồi bên cạnh để cùng coi như là đồng hành chung. Chứ còn ông Dũng thì thường thường ổng cũng bận rộn lắm, ổng ít cái khi mà lên trên mạng xã hội để nói cái này đó nọ. Thậm chí là ngồi với vợ mình ông cũng ít mà rất là kiệm những lời nói. Trừ trường hợp nào mà ông phản biện lại những thành phần YouTuber mà bên nước ngoài mà có những cái lời nói, những cái hành động mà có vẻ như là vu khống nhục mạ hoặc là chống phá nhà nước hoặc là thế này nọ đó, thì ông mới phản biện. Và đôi khi thì ông phản biện rất là chừng mực chứ không có mà cái những lời lẽ mà nó phản cảm. Và cũng không ít lần ổng cũng kiềm chế lại những cái cơn nóng giận bất chợt bộc phát của vợ mình khi mà nói về những người khác. Và ổng cũng rất là chừng mực ha. Nói chung là ngăn chặn kịp thời những cái phát ngôn mà nó không có được hoa mỹ lắm trên mạng xã hội đối với bà Hằng đó. Thì ông Dũng ông kịp thời ông ngăn chặn và ông khuyên là nên không có nên nói như vậy nên kia. Tức là ông Dũng cũng có một số lần nào đó ngồi chung với bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên thì lời nói của ông Dũng nó rất là chừng mực và nó biết chuyện, biết điều, hiểu chuyện. Chứ không có mà vượt quá giới hạn cho phép để đến nỗi mà vượt phải cái rằng ranh của pháp luật mà vướng vào những cái tội giống như là vu khống nhục mạ hoặc là gì 331 gì đó, thì ông Dũng hoàn toàn là không có vấn đề đó. Cho nên với cái vai trò mà đồng phạm giống như là giúp sức cho bà Hằng trong những buổi livestream để nhục mạ người khác hoặc là tổ chức những cái cuộc mà livestream này nọ, thì ông Dũng ông không có cái vai trò đó quý vị. Dĩ nhiên là vợ mình họ bị tấn công ha, vợ mình bị tấn công bởi những cái thế lực kia, thì với vai trò là một người chồng thì phải bảo vệ vợ mình là cái chuyện đó, cái chuyện hiển nhiên. Giống như những cái nhân viên của bà Hằng đi, phải không ạ? Tại vì lãnh lương của bà Hằng mà, họ là nhân viên mà, thì coi như là ăn cơm chúa là phải múa tối ngày là cái chuyện rất là bình thường. Tức là bà Hằng bắt những nhân viên mình làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, thì nhân viên mình phải làm chứ, tại mình nhận lương mà, nhận lương từ người chủ thì cái nhân viên phải thực hiện thôi. Nhưng mà đặc biệt là những cái nhân viên này họ không có ngồi chung livestream, họ không có lên tiếng nói, họ cũng không có phản biện, họ cũng không có làm cái gì mà để có thể là nhục mạ xúc phạm những nhân vật kia cả. Vì vậy cho nên cũng không thể nào mà bắt họ tạm giam với cái vai trò là đồng phạm được quý vị. Mình nghĩ rằng là cái này là một cái sự mà đó, họ lãnh lương thì họ phải làm việc thôi, cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Và họ chính mắt họ cũng thấy được những cái điều sai trái của những cái thế lực kia ha, quay ngược lại để vu khống để nhục mạ chủ mình như thế nào, thì họ giúp chủ mình làm cái việc đó là cũng là rất là bình thường và dễ hiểu, chúng ta có thể thông cảm được. Giả sử như bà Hằng có cái tội đi, cái tội 331 đi, hoặc là cái tội 155, 156 là nhục mạ người khác đây quý vị, thì chúng ta có thể thông cảm được với những nhân viên bà Hằng, bởi vì bà Hằng là người chủ mà họ trả lương thì bắt buộc phải làm thôi, chuyện rất là dễ thông cảm, thấy không? Cho nên đó là lý do mà tại sao mà bên phía của cơ quan chức năng
cơ quan cảnh sát điều tra họ không có bắt giữ, họ không bắt tạm giam những cái người nhân viên của bà Hằng là lý do đó. Nhưng mà rồi sắp tới thì thời gian sắp tới này ra tòa thì dĩ nhiên là chắc là cùng lắm là án treo thôi, cũng không có cái vấn đề gì. Còn nói về ông Hùng Dũng thì dĩ nhiên rồi, ông Dũng là một người biết bao nhiêu là sự đóng góp, quý vị. Cái sự đóng góp mà của ông Dũng đối với Việt Nam của mình, đối với người nghèo thì chúng ta không thể nào mà kể hết được. Bà Hằng còn chúng ta không thể kể hết được, muốn cũng chỉ là ông Dũng, quý vị. Trước khi mà cưới bà Hằng, ông Dũng ông cũng làm thiện nguyện rất là nhiều. Và cái tâm ông Dũng thì nó quá lớn, ông cũng không cần phải là như là phô trương hình ảnh của mình. Ông cũng không có phung phí về cái tài chính. Ông đủ khả năng để ông mua sắm tất cả mọi thứ ở trên đời này. Nhưng mà ông là cái người rất là giản dị bình thường. Quý vị thấy rõ ràng là quần áo ông mặc nè, giày dép ông mang nè, xe cổ ông đi nè, là những cái gì đó nó rất là giản dị, rất là bình dân, không có vẻ gì là chủ cả quý vị. Bà Hằng thì còn có sắm hộp xoàn, dây chuyền, kim cương, nhẫn này nhẫn nợ rồi, quần áo hiệu, chứ ông Dũng thì rất là bình thường, quý vị. Có thể là như, những cái ngày lễ hội hoặc là những cái tiệc tùng mà sang trọng gì đó, ông Dũng ổng mặc những cái bộ đồ mang mà cũng dây địch Hermes hoặc là một cái đôi giày hiệu gì đó, thì cái này chắc là cũng là bà Hằng mua cho ông Dũng thôi, chứ ông Dũng ông cũng không có, mình nghĩ rằng ông Dũng ông cũng không có mà sắm sửa những cái món đồ mà hiệu này nọ để cho riêng bản thân mình đâu. Nhưng mà số tiền ông bỏ ra để làm từ thiện giúp đỡ cho người dân đó thì nó hàng ngàn tỷ, thì quý vị thấy rõ ràng rằng là ít có cái người nào mà được như vậy lắm. Tại vì những người làm từ thiện á, thì thường thường thì họ lo cho bản thân mình trước cái đã. Bản thân mình dư giả đó thì họ mới bắt đầu làm từ thiện. Họ làm từ thiện rồi họ lo cho gia đình của mình trước. Sau khi lo cho gia đình của mình xong thì họ mới lo cho cái người bên ngoài chứ. Đúng không ạ? Nhưng mà ông Dũng thì khác. Cho nên cái vấn đề về đóng góp về cái tài chánh hoặc là về cái nhân lực hoặc là về cái tâm tư, cái tình cảm của mình mà cho những người dân ở Việt Nam á, thì không thể nào đong đo đếm được từ phía ông Dũng bà Hằng nha. Đó, mình cảm thấy như vậy, thật tâm mà nói là như thế. Cho nên trong cái điều này thì quả thật rằng là để nói ông Dũng là cái người đồng phạm với bà Hằng thì mình không có chấp nhận về vấn đề đó, bởi vì mình thấy rõ ràng là cái vấn đề này không có cái gì gọi là đồng phạm các quý vị. Giờ dùng cái từ đó nó quá là khủng khiếp đi, không cần thiết, đúng không ạ? Đó thì thưa quý vị, bây giờ cái câu chuyện hiện tại bây giờ là như thế nào? Bây giờ thì sao? Chúng ta cứ chờ xem bên phía của cơ quan cảnh sát điều tra họ sẽ làm việc lại, và cũng tròm trèm là một tháng rồi kể từ khi mà tòa án dân trả hồ sơ và yêu cầu được điều tra lại để tạm giam thêm bà Hằng gì đó quý vị. Thì hiện tại bây giờ thì cũng không biết là sắp tới sẽ như thế nào nữa. Và cái phiên tòa sắp tới sẽ xét xử là vào dịp nào. Mình cũng có thể là trong tháng 8 hoặc là cũng có thể là trong tháng 9, mình cũng không biết ha. Cho nên là mình cũng chờ xem thôi. Thì cũng có một số những thông tin cho rằng là bà Hằng đang ở trong T30 thì cũng rất là tốt. Được mọi người đối xử rất là tử tế. Cái chuyện mà bà Hằng xúc 20kg là cái chuyện đó còn bị đặt thôi chứ không hoàn toàn không có. Hoặc là cũng có những thông tin là bà Hằng chưa bị bắt, đang ở một cái nơi nào đó rất là an toàn. Đó, cũng không biết chừng. Nói chung là rất là nhiều những thông tin. Nhưng mà mình tin chắc rằng là bà Hằng đang rất là an toàn và đang rất là bình yên vô sự. Bởi vì một người tốt thì cũng không thể nào mà, tại vì cái vụ án bà Hằng nó quá lớn rồi, cũng không có thể nào mà làm đối xử một cách mà không có được hay đối với bà Hằng được, quý vị nha. Mình tin là như vậy ha. Đó, hiện tại bây giờ thì chúng ta cứ chờ báo chí thôi, xem coi là cái vụ án này sẽ được chừng nào đưa ra xét xử. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng mừng rằng là có nhiều người họ đã quay xe, họ để vạch trần ra những cái góc khuất ở trong cái vụ án này. Đặc biệt là những cái tin nhắn hoặc là những cái cuộc ghi âm
trong những cái người trong hội cái hội nhóm đó đó, họ đã đưa cho nhau thông tin. Những thông tin này là những thông tin mà không được kiểm chứng, những thông tin này là những thông tin bịa đặt để vu khống, để xúc phạm, để nhục mạ người ta. Thì bây giờ sao quý vị? Những người mà họ quay xe đó, họ đã đưa ra thông tin rất là chi tiết và rõ ràng, thì chúng ta cũng đã thấy rồi, và cũng mong rằng là họ sẽ cung cấp tất cả những thông tin đó cho phía của luật sư bà Hằng hoặc là bên phía của cơ quan chức năng, để sắp tới là họ sẽ điều tra một cách rất là cẩn thận và tỉ mỉ để lôi ra tất cả những nhân vật đó. Còn cái vấn đề về ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Thủy Tiên đã tố cáo bà Hằng và đòi bồi thường thiệt hại lên tới 74 tỷ đồng đó, thì bây giờ là báo chí cũng đã đưa lên một số những cái thông tin cho rằng là những người này họ cần phải sao kê ra rõ ràng về những cái thiệt hại về tài chính. Khi bà Hằng bả lên tiếng, bả nói như vậy đó, thì họ thiệt hại như thế nào, bằng chứng ra sao, và những công ty nào đã ký hợp đồng với họ về cái đại diện thương hiệu hình ảnh, thì những công ty đó đó cũng phải kê khai ra những cái chi tiết về sổ sách chứng từ để nói rằng là họ sẽ bị thiệt hại như thế. Rồi liên quan đến cái vấn đề về thu nhập cá nhân là bao nhiêu, rồi liên quan đến cái vấn đề về đóng thuế cho chính phủ là bao nhiêu, tất cả những cái này cần phải được làm rõ trước cơ quan chức năng. Thì bây giờ là họ bắt đầu họ run sợ ha, cái này là nó là gãy ông đập lưng ông đó quý vị. À, có vấn đề đó nữa đó, cho nên là chúng ta cứ bình tĩnh mà theo dõi, cũng không phải coi như là căng thẳng về vấn đề này. Bất cứ một cái chuyện gì trong cái xui nó có rủi cũng có cái may quý vị ha, trong may có rủi, trong rủi có may. Cho nên là chúng ta cứ chờ xem những động thái tiếp theo nha quý vị ha. Rồi thì tạm thời trong buổi sáng ngày hôm nay thì có vợ cập nhật thông tin như quý vị như thế. Có thể rằng là sẽ cập nhật thông tin mới trong một thời gian sớm nhất cho quý vị. Rồi bây giờ thì Quốc Võ sẽ làm việc đây. Chúc cho tất cả mọi người một ngày tốt lành nha. Quý vị hãy theo dõi một cái clip sau đây để biết thêm chi tiết về những thông tin thương mại. Quốc Võ đang uống cái trà là Ashitaba quý vị. Ashitaba là một cái loại trà mà rất là đặc biệt, sản xuất từ Nhật Bản luôn quý vị. Đó, cái trà này uống vô để giảm mỡ trong máu ha, tức là giảm cholesterol, rồi tránh đột quỵ nè, tránh đau nhức khớp tay khớp chân nè ha, giúp cho chúng ta ngủ ngon nè, điều hòa khí huyết nè, tất cả mọi thứ. Thì quý vị biết rằng là trong cái tháng 6 này là cái tháng của cái ngày mà lễ cha, tức là Father's Day đó, lúc nào cũng vậy hết á. Mother's Day không thôi sau là tới là Father's Day của tháng 6 luôn quý vị, thì cũng có những đợt khuyến mại đặc biệt luôn đó. Đây là trà Ashitaba đó, một hộp như vậy đó quý vị là 60 gói bên trong nè, quý vị mở ra nè, thấy không, 6 ngăn, mỗi ngăn 10 gói, tức là 60 gói đó. Họ làm cái hộp rất đẹp ha. Cái hộp trà này có vỏ bán là 65 đô la cho một hộp nha, 65 đô la. Mà nếu như quý vị nào mua 3 hộp như thế này nè, là Quốc Võ tặng cho quý vị một hộp trà nhỏ và một chai dầu Tibet. Đây, chai dầu này quý vị nè. Đó. Chai dầu này nha và một hộp trà nhỏ này. Nếu như quý vị nào mà mua 3 hộp trà lớn thì quý vị sẽ được tặng một hộp trà nhỏ và một chai dầu Tibet. Hộp trà nhỏ này Quốc Võ bán là 25 đô la, chai dầu này Quốc Võ bán là 15 đô la, như vậy là cái phần quà tặng là 40 đô la quý vị. Quà tặng là 40 đô nếu quý vị nào mua 3 hộp trà lớn này, mỗi hộp 65 đô la đó, đã chưa. Rồi đó là cái phần nói về là trà. Rồi bây giờ mình nói tới cái bột dinh dưỡng, bột dinh dưỡng Ashitaba đây quý vị, nó cũng là cùng một hãng luôn, tức là hãng Ashitaba luôn, từ Nhật Bản luôn quý vị, nhưng mà cái này là bột. Nếu như mà quý vị nào đó mà làm biếng ăn nè, thí dụ như mình không có thời gian để ăn sáng nè, mình đi làm sớm quá, thì mình dùng hai gói bột này mình đổ vào trong một cái ly cao cỡ này, rồi mình đổ nước sôi vào, mình quấy đều lên, mình uống hết cái ly nó là đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn sáng luôn nha quý vị nha. Chỉ cần hai gói thôi quý vị ha, hai gói thôi. Hoặc là quý vị nào mà không muốn ăn trưa đó, ví dụ mình làm nail, mình làm tóc, hoặc là mình làm cái nghề gì mà không có thời gian ăn trưa đó, thì mình cũng có thể dùng hai gói bột này mình đổ vào trong cái ly đó, mình khuấy đều lên bằng nước sôi rồi mình uống,
là đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn trưa. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì trong này có 36 chất lượng. Người ta nói ngày xưa là bột ngũ cốc đó, ngũ cốc chỉ có 5 chất thôi, mà bây giờ có 36 chất luôn quý vị. Nó rất là đủ chất dinh dưỡng cho mình luôn. Dĩ nhiên nó không có thịt cá trong này, nó không có thịt cá, tức là dành cho những người nào ăn chay trường được luôn quý vị ha. 36 chất dinh dưỡng. Phía sau này nó có cái hình này, cái hình này là chụp là 36 chất dinh dưỡng này quý vị nè. Trái cây, củ quả, rau gì đó đủ thứ trong này hết quý vị. Đó. Hoặc là quý vị đi làm về mệt buổi tối đi, mình không có thời gian để nấu cơm và mình cũng mệt mỏi quá, mình không muốn ăn cơm tối đó, thì mình có thể dùng hai gói bột này để mình khuấy đều lên và mình uống luôn cũng được luôn quý vị, là thay bữa ăn tối luôn, đủ chất dinh dưỡng luôn quý vị. Đó, đã không? Như vậy thì coi như là cái hộp bột này nè, cái hộp này nó có 60 gói, giá là $95 cho một hộp quý vị nha. $95 cho một hộp này. Mà nếu như mà quý vị nào mà mua một hộp này đó, thì Quốc Bảo sẽ tặng cho quý vị một cái hộp trà nhỏ này. À, nó đã chưa? Toàn là tôi có tặng không quý vị? Hộp trà nhỏ này, đó. Chỉ cần quý vị mua một hộp trà này thôi, là quý vị sẽ được tặng một hộp trà nhỏ này. Đã chưa? Vừa có bột, vừa có trà luôn mới đã chứ. Chỉ có $95 thôi quý vị. $95 thôi. Đó. Rồi. Thì cái đó là coi như là mình vừa nói là trà acetaba và bột dinh dưỡng acetaba. Bây giờ mình sẽ nói tới một cái đặc biệt hơn nữa là cái gì quý vị biết không? Đông trùng hạ thảo. Cái này mới ghê nè quý vị. Đây. Quý vị thấy cái hộp này không? Cái hộp này họ thiết kế rất là đặc biệt, rất đẹp luôn. Mình mở nắp ra nè. Đây, đó. Mở nắp ra là bên trong nó có một cái chai. Cái chai này họ làm cái nhãn hiệu rất là đẹp luôn quý vị. Rất đẹp luôn. Trong chai này có 90 viên tất cả, viên con nhộng quý vị ha, viên con nhộng 90 viên. Đông trùng hạ thảo thì quý vị nói rằng cái nó quá tuyệt vời, nó không có cái gì mà nó hơn đông trùng hạ thảo được hết á. Đó, nó ngang hàng với lại là Fucoden đó quý vị. Thì cái đông trùng hạ thảo này nó ngăn ngừa ung thư nè. Nếu như quý vị nào mà bị mà ung thư thì lúc mà bị xạ trị đó thì cái này nó cũng giúp cho rất là nhiều luôn. Nó cái gì đó, nó hạn chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư ha. Và nếu như quý vị nào mà chưa bị ung thư đó, thì cái này là ngăn ngừa ung thư rất là tốt luôn. Ngoài ra nó trị rất là nhiều những cái bệnh giảm mỡ, giúp ngủ ngon, tránh đột quỵ, tránh đau khớp, tăng cường lượng đường huyết, tránh cao mỡ, giúp chúng ta khỏe mạnh trong người. Mình uống buổi sáng nha quý vị nha, buổi sáng như vậy mình uống 2 viên là đủ rồi đó. Một ngày 2 viên thôi. Sáng thức dậy một cái đó là uống liền. Làm một ly nước nước lọc cao cái này nè, nặng thêm chút xíu chanh hay là gì đó vô cho nó khử độc tố. Rồi mình uống hai cái viên này nè vô trước khi ăn sáng. Đó là tuyệt vời luôn quý vị. Mình uống bảo đảm 7 ngày thôi là mình thấy nó khác, cơ thể mình khác liền. $200 một hộp này quý vị, chỉ có $200 thôi một hộp này thôi. Mà trong cái thời, trong cái mùa tháng 6 này quý vị biết rằng là nếu như chúng ta mua hai hộp này thì Quốc Bảo sẽ tặng cho quý vị một hộp trà nhỏ này và một chai dầu Tibet này. Thậm chí free shipping của quý vị luôn nha. Free ship luôn. Nếu như quý vị mua hai hộp đông trùng hạ thảo, mỗi hộp $200, hai hộp là 400, thì Quốc Bảo sẽ tặng cho quý vị một hộp trà nhỏ này cộng thêm một chai dầu Tibet này và free shipping cho quý vị luôn. Đấy chưa? Hết sảy luôn, còn gì nữa. Đó. Rồi. Cái đó là mình nói tới đông trùng hạ thảo. Và bây giờ cũng đặc biệt nữa, không kém. Cái mặt hàng này là Quốc Võ đã bán cho thị trường rất nhiều rồi quý vị. Mọi người mua ủng hộ và đã tái order tới 3-4 lần rồi quý vị. Đó là cái gì? Collagen. Collagen là từ Nhật Bản. Đây. Một hộp này nè quý vị nè. Một hộp này gồm có 10 lọ. Mỗi lọ nó như thế này. À, đã chưa? 10 lọ nha, 10 lọ mỗi hộp. Collagen thì quý vị biết rằng là nó làm cho chúng ta là da dễ hồng hào nè, tẩy tế bào chết nè, những người nào bị tàn nhang nè, bị nám mặt nám mày nè ha. Nhất là quý vị mà từ 40 tuổi trở lên đó, bắt đầu là cái da mình nó có chiều hư hướng là nó hơi nhăn nhăn nha quý vị đó, chân chim này nó đó. Rồi là cái đông trùng hạ thảo này đó, là cái collagen này nè, nó sẽ giúp cho mình là tái tạo lại da mới ha, căng da sáng bóng, không cần phải kích Botox hay là cái gì cả. Rồi móng tay móng chân rất tốt luôn. Cái này mình uống trước khi đi ngủ nửa tiếng ha, trước khi đi ngủ nha, uống nửa tiếng là mình uống một lọ này vô, giúp cho mình ngủ ngon.
ha, ngủ rất ngon. Ngoài ra làm cho mình là trắng da dài tóc tuyệt vời luôn, móng tay móng chân rất là chắc khỏe luôn đó, cảm thấy tinh thần mình sảng khoái, nó làm cho mình ngủ sâu. Ví dụ như là mình ngủ từ 12 giờ khuya là mình ngủ đi, thường thường quốc võ ngủ là sao mà 2 giờ khuya không à, tại mình làm việc nhiều, mình uống vô một cái loại này ngủ một giấc luôn cho tới 7 giờ luôn quý vị, không tiểu đêm luôn. Nếu như mình uống cái đông trùng hạ thảo này nè, mình uống cái này là buổi sáng, mình uống cái này buổi tối, hai cái kết hợp với nhau không tiểu đêm luôn quý vị, là một giấc từ 12 giờ khuya tới 7 giờ sáng luôn quý vị, ngủ sâu và ngủ ngon thì nó khỏe cho người. Chứ nếu mà mình ngủ mà nó trằn trọc băn khoăn rồi mình nhớ chuyện này nhớ chuyện nọ đó là nó mệt mỏi lắm. Cho nên là giúp cho chúng ta ngủ sâu và ngủ ngon thì đây là collagen nha quý vị nha. Một hộp này đó $90 một hộp này quý vị, $90 một hộp này nha. Mà trong cái mùa tháng 6 này là cái tháng mà ngày lễ tạ ơn cha đó, thì quốc võ sẽ có được khuyến mãi rằng chúng ta mua 2 hộp tặng 1 hộp. À, mua 2 hộp tặng 1 hộp nha. Mua 4 hộp tặng 2 hộp. Và mua 6 hộp tặng 4 hộp. Mà khi nào quý vị mua 6 hộp đó, ngoài cái tặng 4 hộp ra thì quốc võ tặng thêm một cái chai dầu Tibet này nè. Chai dầu này bán lẻ 15 đồng nha. Sản xuất tại Mỹ 100%. Chai dầu này sản xuất tại Mỹ, giúp cho chúng ta bị đau nhức chỗ nào là mình thoa cho đó. Đó. Thoa rồi bị cảm cúm sổ mũi, hít vô một cái là nó hết. Đau nhất hoặc là con gì cắn là tha vô là nó hết quý vị. Chai dầu này nè, sản xuất tại Mỹ nha. $15 chai dầu này. Nếu như quý vị nào mua 2 hộp collagen mình tặng 1 hộp. Nếu quý vị mua 4 hộp mình tặng 2 hộp. Nếu quý vị nào mà mua 6 hộp mình tặng 4 hộp và tặng thêm chai dầu này nữa nha quý vị nha. Nhưng mà cái này nó rất là nặng. Cho nên tiền shipping là quý vị phải trả nha, chứ không có free được. Tiền shipping là quý vị phải trả tiền shipping. Tính toán theo cái khối lượng mình mua bao nhiêu thì tính toán là cái giá shipping bao nhiêu. Một cái hộp này nặng lắm quý vị. Đó, rất nặng nha. Mà 10 hộp là nặng dữ lắm, cho nên là mình chia ra làm hai cái kiện hàng. Ví dụ như quý vị nào mà mua là 6 hộp tặng 4 hộp thì tổng cộng là 10 hộp đúng không? Thì mình chia ra hai kiện hàng, mỗi kiện hàng là 5 hộp để mình ship. Bởi vì nếu mình bỏ vô kiện hàng mà 10 hộp á, thì cái người mà bưu điện đó, họ nặng quá họ khiêng không nổi rồi họ quăng bể. Tại cái chai này bằng thủy tinh. Chai này bằng thủy tinh nha quý vị nha. Cho nên là nó dễ bể. Vì vậy cho nên nếu mình bỏ một kiện hàng mà 10 hộp luôn á thì nó quá nặng đi, nó tới 30 mấy pound là nó nặng quá. Thì cái người mà bưu điện đó, họ sẽ không khiêng nổi và họ quăng nó bể. Cho nên quốc võ sẽ chia ra làm hai kiện hàng, mỗi kiện hàng là 5 hộp thôi. Thì nó sẽ nhẹ hơn thì dễ hơn. Đó. Cô đi chào quý vị nha. Quá tuyệt vời luôn. Mời quý vị. Thì đó là những sản phẩm mà quốc võ đang chia sẻ cho mọi người trong cái tháng 6 này là cái tháng lễ tạ ơn cha. Và nếu như quý vị mà thương mến quốc võ trong thời gian vừa qua đó thì quốc võ xin cảm ơn rất quý vị rất là nhiều. Có nhiều quý vị cũng đã tái order trở lại để mà cùng đồng hành chung quốc võ trong suốt thời gian vừa qua, thì đó là những cái điều rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn quý vị rất nhiều và ủng hộ quốc võ bằng cách là chúng ta nhấn vào nút subscribe kênh, like vào cái clip này, đồng thời cũng là order sản phẩm bằng cách là chúng ta gọi điện thoại cho quốc võ, số điện thoại là 714-247-9474, 714-247-9474. Hoặc là quý vị nằm ở xa đó thì mình có thể là liên lạc qua Zalo. Zalo đó là số điện thoại là cộng 1 nha, nhớ là cộng 1 714-247-9474. Rồi, xin chào tạm biệt quý vị và chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là yên bình hạnh phúc và thân tâm an lạc nha. Ok, I love you.